Ok, xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình cùng các bạn cùng nhau từ với cả Stick with Legacy. Thì trước khi giáo và để dừng like ký nhá. Ok, bạn ơi, nào lần này sẽ đổi skin này, đổi skin này. Skin này gà quá, đâu rồi, chết rồi, bật này lên, đấy, ok à. Skin này gà quá, nhưng mà phải cho skin khác đây. Cho skin này đây, thì mình thích skin xanh các nước, các cây này. Ui, kiếm à, kiếm thì mình thấy có con kiếm này chất nhất này, con kiếm này cũng bình thường, nhưng thôi cứ cầm đi anh em ơi. Con này cứ thế đây, con này đổi qua khiên lava này, giáo mạc cà rồng này và mũ điện. Mũ mạc cà rồng khỏe lắm anh em ạ. Mũ bắn ấy. Cơ bản là nhìn cũng chả đẹp mấy anh em ạ. Ok, khổng lồ này, khổng lồ thì chơi quả đầu ấy, gậy gỗ ấy, cực chất quân ạ. Ok chưa, được chưa. Ok, mình sẽ chơi tạp phi lù cho anh em xem một cái đầu ấy này. Chơi quả trượng mà rồng đấy, con này thì chưa có gì, con này cũng chưa có. Ok, thực ra bản mới nhất là nó có rồi, có cả skin của Dung Ngọc Cân Ai cơ, cực chất luôn. Nhưng mà vấn đề đây là chưa có rồi anh em ơi. Rồi, lần này nó sẽ làm về 999 con. Các bạn biết con gì đấy? Đúng vậy, đó chính là con Unit này. Từ à, thực ra mình vẫn chưa chọn được con nào anh em ơi. Mình đang phân vân giữa hai con này, Zan và Edvardhan. Và mình chắc chắn các bạn thích con này hơn, thế nên là thôi mình chơi con này anh em nhé. Ok, trở với Enchant. Tôi sẽ có Enchant thôi. Thôi lần này mình không dùng Enchant khi giống xét đấy các bạn nhá. Mình sẽ chơi Enchant này. Hút máu này. À, con này nó có 3 Enchant luôn. 1 hút máu, 2 là lửa, 3 là băng, 4 là sấm sét. Mình chơi hút máu nha. Hút máu hình như là có cho Enchant điện đúng không nhỉ? Oh, hút máu điện được này. Hút máu với lửa. À, hút máu không chơi với lửa được, hút máu với băng. Hút máu không chơi với băng được. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ chơi hút máu điện. Đấy, ok à. Rồi này, và chúng ta sẽ cần cái update khổng lồ cấp mấy này. Con này là một con hệ gian heavy order. Thì King China, mình cũng chả biết lấy gì đây anh em ơi. Thôi giờ lên bừa đi, ok chưa. Sell này, làm quả sell hồi máu tập thể. Dư sấm sét nữa, ok. Như vậy chưa, em gian các bạn có thấy chưa? Đó chính là hơi tím tím, lại còn có sét ở đây. Ôi chết, mình chưa lỡ chơi đông 5 mò đâu, không sao anh em ơi. 5 mò thì thôi chứ không sao anh em ơi. Ok chưa, kêu chưa. 4, 3, 2, 1, fight. Đâu rồi, đầu tiên lấy này trước này xong mình nâng này. Đây, các bạn thấy thấy. Ơ, nhưng mà trong cái kia nó có sấm sét, nhưng cái này thì không có anh em nhá. Nhưng mà mấy lần trước chắc các bạn thấy rồi, nó chính là ấy, cục đá nó sẽ ném ra một cái tím khá là đẹp. Đấy. Ok chưa, mình sẽ một đống luôn. Bởi vì con này tương đối là lắc, nên anh em thông cảm cho mình nhé các bạn nhé. Ok chưa, ok chưa. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm tutorial hướng dẫn anh em. Đây, từ. À, chuẩn bị này, làm một pha tăng trưởng đột biến cho các bạn xem này. Tăng trưởng đột biến, từ các bạn ơi. Nó chỉ là tăng trưởng đột biến các bạn ơi. Tèo. Mày nhờn, làm pha tăng trưởng đột biến các bạn ơi. Tăng trưởng đột biến, hey. Hey, boom, ui trời ơi, quá chất anh em ơi. Vào bọn này ném vào quả cầu siêu to luôn. Oh, đây mình ném thẳng xuống đất cho bọn xem nhé. Mình ném thẳng xuống đất này. Đấy, yeah. Ok rồi các bạn ơi. Thì hôm nay chúng sẽ chơi này. Đây, nó có tuyệt kỹ. Bọn này nó có một tuyệt kỹ gọi là tuyệt kỹ giữ thành bạn ạ. Đấy, nó chung liên tuyệt kỹ giúp cho các bạn đứng đây. Đấy, đứng ở một cái thế thủ bạn nhá. Đấy, ok yeah. Giúp cho các bạn đưa một cái thế thủ, mình sẽ tạo ra một cái lớp khiên ở đây. Đấy, cực kỳ là chất lượng em bây giờ. Ok chưa, kiểu dạng là anh em sẽ để con này ở nhà. Đấy, để ở trạng thái này để giữ thủ. Đấy, trời ơi, chất lượng luôn. Ok, vấn đề ở đây kẻ địch team mình nó không có đẩy lên anh em nhá. Hơi buồn tí nhỉ. À, làm sao để kẻ địch đẩy lên đây. Kẻ địch nó không hóng quá, nó không máu quá. Kẻ địch nó yếu quá, nó không có máu anh em ơi. Đấy, khi mình công, con này sẽ đứng yên một chỗ bởi vì nó đang ở dạng thái thủ. Đấy, ok chưa? Ok, đây mình cho quân mình lên này. Đây, chẳng hạn như con này. Mình sẽ để ở đây ở trạng thái thủ nha. Đấy. Chơi con khác này. Để ở trạng thái thủ này. Đấy. Tức là nó sẽ đứng ở đây luôn con nhá. Đấy, sẽ đứng ở trạng thái này luôn. Đấy, ok chưa? Ok, what the hell? Oh my god, chả lẽ lại thua. Bút bắn liên trả thủ ui. Nó xuyên hẹo mất một con của mình rồi các bạn ơi. Nó sắp xuyên hẹo mất con nhưng mà không có cửa. Với khả năng làm choáng cực đỉnh của con này thì ui. Như còn đây chưa, sức mạnh của khổng lồ ma cà rồng cộng với điện cũng như có khả năng ném vào sức mạnh xem xét kìa.
Đây là sức mạnh chấm xét Polar Power. Đấy. Mày nhờn. Ui nó đoàn phát không sao. Đây bọn này vẫn ở đây thủ thôi. Còn một khẩu lồ trên này lên lên ném rồi con này. Ok. Còn là mình vừa ghi một con này ở đây. Đấy nó kiểu dạng anh em sẽ ghi. Tức là nó sẽ ghi một chỗ đấy. Ok nhờ. Cho dù nó đánh mà nó hẹo thì nó đi thôi anh em nhá. Ok nhờ. Mình test thử phát xem mà liệu sấm sét có giật tim mình không còn nhá. Liệu sấm sét nó có giật tim mình không? À báo chút ra chứ là sấm sét sẽ không tự giật tim mình còn nhá. Các bạn đừng nên để nó giật tim mình. Đấy, ok chưa? Mày nhờn solo à? Solo à? Nhờn. Ui bọn này trâu quá con ơi, thôi sao, nó sẽ gì gìn. Đấy. Trâu quá thì mình tự gì gìn nó nhanh bạn ạ. Ok chưa? Thực ra thì cái khởi đầu này mình làm nhanh một chút. Bởi vì là mình không có nhiều thời gian lắm con ơi. Đấy, bởi vì là không ấy. Ok giờ tiếp theo sẽ là căn bản là nó hơi lắm. Đầu tiên tiếp theo sẽ là khổng lồ đá băng. Trời ơi, ném đá con ơi, ném đá. Ok giờ cho quả Free Fire vào anh em nhé. Ok, ném đá nhưng mà mình ném Free Fire vào. Rồi. Chơi Interest. Ok, với hai con rõ nhất, vừa đẹp vừa rõ anh em hiểu. Hai lửa băng này vừa đẹp rõ. Nếu bạn nào chưa xem Everest Eva Zan Full Power xem ngay đi. Rất là hay đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. Không sao mà cho một đống nhiều nha anh em ơi. Bây giờ vậy cho nó vuông anh em nhá. Đấy thế này cho nó vuông một đống nhiều nhanh. Rồi. Nào mình sẽ lên làm phát. Đây. Tiện thì ném két luôn cho em xem này. Đấy có cái hiệu ứng băng băng ở sau nhá. Ngoài thế này còn có cả này. Ok. Chưa được anh em ơi, để mình ném lại nha. Đây. Ok. Má toàn bị quá tầm thôi quá ơi. Mình sẽ ném thẳng lên trời. Đấy, ok à. Anh em sẽ thấy được cái hiệu ứng của nó khi mà nó rơi xuống. Không có cái gì cả. What the hell. Ok, như vậy là hiệu ứng khi mà nó ném rơi xuống thì chả có cái gì cả. Ui, tăng trưởng kích thước. Ui, con này mình khóa lại à. Mình có khóa đâu. Con này bị lắc con nào, con này bị lắc. Ok chưa. Ui anh em này, mặc dù mình không ấy gì cả nhưng mà khi nó ném ấy cực kỳ lợi luôn anh em ạ. Ui cái hiệu ứng mà đi anh em nhỉ, phải nói cái hiệu ứng nó đi cực kỳ đẹp, siêu đẹp luôn anh em nhỉ. Ui cái hiệu ứng khi mà nó ném ra cái đường xanh này đã thế, nó lại còn có cái hiệu ứng mà làm chậm diện rộng ấy nhá, mình gọi nó là làm chậm diện rộng. Ok nhỉ. Đấy, đi cùng nhau này sáng lóe vùng luôn anh em ơi. Mình sẽ cho con này nó lên cấp tối đa là 3 vạch. Đấy, 3 vạch sức mạnh tượng trưng cho kích thước của nó. Ok chưa? Lúc đầu là nó chỉ bằng chắc lúc đầu nó cao bằng cái đống này đây anh em ạ, cao bằng cái cột này, càng cao bằng nửa cái cột chăng? Không, chắc là cao 1/3 cái cột đó đâu. 2/3 cái cột. Đâu giờ mới là cao 2/3 cái cột chứ, lần trước là khoảng giữa con ơi. Vậy sao giờ cấp 4 thì sao? Ô bọn này nghênh chiến à? Đây, xe nào lên cấp. Hey, boom. Ui, đầu nó cao tầm đến là giữa cột đấy anh em ơi. Liệu giờ có cao bằng cái cột không? Em phải hiểu là giờ nó to cỡ nào đấy. Đấy, trời ơi, quá to. Đây, một ném em nhá là nó khả năng làm chậm diện rộng luôn. Đây, nhân ném vào thằng phù thủy này. Chờ, không có mấy con ơi. Em bị slow motion rồi. Mày solo với anh à, hồi máu diện rộng. Đấy, bây giờ à, bị Tokyo Tomeru rồi, đâu rồi? Nó hoạt động rồi anh em ơi, đây. Làm quả mưa thiên thạch em nhỉ. Mưa thiên thạch. Đâu lại đây xem nào, mày lại đây. Mưa thiên thạch. Piu. Đây là điều khủng long rất sợ quá nhá. Ok chưa. Nào, mình thử mưa thiên thạch vào đầu team mình kia nào. Tin mình là không bị mưa nhân tài quá nhá. Kiến thức thú vị. Ok giờ rồi chúng ta chuẩn bị lên với khổng lồ cấp 3 rồi. Nhưng mà thấy rất đông. Ui một hang. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái khoảnh khắc mà nó biến đổi quá nhá. Ok giờ mày nó sẽ cùng xem. Mày ủ quá đẹp anh em ạ. Chúng ta cùng xem cái khoảnh khắc mà nó biến đổi anh em ơi. Ok giờ đây rồi. Hey boom. Cực to rồi. To ngang với cái cột giữa trời này con ơi. Ok, mình sẽ quân công lên nhá. Em bây giờ em ném. Đặc biệt của con khổng lồ này là cái sát thương của nó, sát thương diện rộng. Thế nên khi qua anh em mà ghét đến cái effect kiểu cái sức mạnh làm chậm này, hay là sức mạnh phai, hay là sức mạnh điện, thì tất cả đều có khả năng đánh lan mà nhá. Đấy, tức là
băng diện rộng, ném trúng con này lan sang con kia thì cũng bị con kia cũng bị băng đấy, nên ném một phát mà bọn này băng hết này. Thực chất mày ui. Không sao, có mấy con đằng sau hỗ trợ cho mấy con đằng trước còn nhá, đây chỉ là chiến thuật, mấy con đằng sau sẽ hỗ trợ cho mấy con đằng trước đấy. Trời ơi, chứ không mấy con đằng trước thì không ném không tới con ạ. À, con đằng trước thì ném không tới. Mày nó chạy à? Được cái khiên, cái khiên con Magic này rất ảo con ạ. Khiên con Magic này rất ảo, nó có thể chắn mọi thứ luôn, kể cả cục đá siêu to khổng lồ nó cũng chắn được tất anh em nhá. Đây à, đây xem nào. Ui đây xem nó ném tượng anh em này, cái đường nó tạo ra một cái vệt xanh xanh trắng trắng luôn, trắng xanh rất là đẹp luôn anh em ạ. Ok à, cái vệt trắng xanh rất là đẹp luôn, tụ một chỗ này. Mày phi vạn ủa, cái đá này, cái đống đá này phải xếp một đống gạch xây 10 cái tượng thành luôn anh em ạ. Ui và một cái thần kiến đó ném một đống đá này không đó cái tượng anh em ạ. Đây chỉ là sức mạnh của chế độ install, nhưng mà làm gì có cửa. Bye bye. Sao lại vậy? Thành tựu của Funking Stand này. Ok chưa? Tiếp theo đó chính là cái mới chúng ta, sức mạnh Free Fire. Teo 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 teo. Đây rồi, Free Fire. Mình chả biết là cái này nó có tác dụng không bạn nhá, mình sẽ test thử cái này. Đó chính là sẽ thêm 10 HL và sẽ có thêm một cái weapon móc cái địch lại, đông đa thì là như thế. Tiện thì mình sẽ cho thêm con cung sở thủ vào luôn. Đây. Tại sao mình lại cho con cung sở thủ vào? Mình thử xem là liệu cái weapon này có áp dụng được cho con ấy không bạn nhá. Ok, cho sẽ đổi là với Order Empire. Nào, đây rồi, đây rồi. Khổng lồ Free Fire, bạn ơi, con này phải nói là một trong những con khá mạnh. Với khả năng gọi là ném lửa cho nó này, vừa đốt cháy diện rộng này. Đấy. Vừa choáng này, choáng diện rộng. Con băng cũng mạnh, vừa đốt cháy diện rộng nhá, vừa làm chậm diện rộng, rất là phù hợp với bọn đánh xa. Đấy. Ok à. Mình sẽ test thử, hình như là không được, con này không áp dụng được cho con này. Chỉ có bọn cung thôi. Đây, có bọn cung mới áp dụng được này. Đấy, ok à. Nó sẽ theo thêm cái hút ở lưng. Đấy, ok. Chỉ có bọn cung mới áp dụng được thôi, nhưng mà mình không thích lắm, mình sẽ cho con cung này đi bán muối em nhá. Đấy, mình không thích lắm, mình sẽ cho con cung đi bán muối. Mình nhìn nó không hay. Đây, tôi sẽ so sánh kích thước của con này với con cung nhá. Lúc đầu thì nó như này này. Lúc đầu nó như này nhá. Về sau khi tăng kích thước này. Đấy, lên khá là nhiều luôn anh em ạ. Ok, mình sẽ cho con mình sẽ cho con mình con này tạch trước. Đấy. Rồi, chúng toang rồi. What the. À, để xem nhỏ hiệu ứng băng có bị. Ui, dính ba hiệu ứng. Hiệu ứng cung trói buộc. Hiệu ứng băng, hiệu ứng lửa, cực chất, hiệu ứng choáng nữa. What the hell. Ok chưa, ok chưa. Tí làm thêm quả hiệu ứng điện đấy, cần phải gọi là chất luôn anh em ạ. Ok chưa, ok chưa. Vẫn còn thời gian để mà cho bạn ấy, bạn ơi. Mình xem clip hôm qua là nói chung cũng được, hôm nay mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ cho mình thời gian vừa qua con ơi. Mình cảm ơn rất nhiều luôn. Ok chưa, ok chưa. Thực ra cái lúc đầu mình làm YouTube ấy là mình cũng không nghĩ được rằng là có mình sẽ có ngày hôm nay các bạn ạ. Ok chưa, mình chỉ làm lúc đầu mình làm vui vui thôi. Ok ok ok. Thế nào, lên quả hồi máu này. À, bọn này khá, bọn này khá nhờ, bọn này khá nhờ sức mạnh sấm sét. Mày giật đi đúng rồi. Ui, như bạn thấy đó chính là hiệu ứng lửa cháy, có thể hack cơ map bạn nhá, giúp bạn hack map được đấy. Ok chưa, nào lên cấp 2. Boom, ui trời ơi, đây mình ném hiệu ứng đòn đánh còn đòn lửa còn nhá. Đấy, nó ném kìa, xong nó tạo ra hiệu ứng cháy diện rộng. Đây, bọn này bị cháy này, cháy diện rộng luôn em nhá, cháy diện rộng luôn đấy. Ok chưa, ok chưa, bọn này khá mát rưỡi khi mà nó chơi cái trò đấy em nhá, đúng là không có bản lĩnh. Ok à, mới chờ thêm một đống nữa cho bạn. Đây là chúng sẽ có 1 tấn con luôn. Ok chưa, được rồi, được rồi. Này, hiệu ứng lửa này, ném phát nhá. Đấy, ta đã có câu lửa thiên thạch vẫn ơi, chắc chắn là chưa thiên thạch rồi. Ném một phát là bọn này nó cháy diện rộng luôn. Đấy, quá mạnh. Bọn này rất là hay đi khỉa nhá. Mình chờ đấy, mày chờ đấy, chờ anh. Nhưng mà anh sở hữu cấp 3 đây, khổng lồ 3 vạch. Đấy, ok nhỉ. Khi mà anh khổng lồ sở hữu khổng lồ 3 vạch thì quá là mạnh rồi, không thể cản phá được anh em ạ. Ui, tội nghiệp chàng trai giáo. Ui, cái báo vẫn chạy được à, giáo lì vậy mà, giáo lì quá anh em ạ, vẫn chạy được. Độc lạ Bình Ninh, ok chưa. Đây rồi, chuẩn bị lên cấp rồi con ơi, khá lag ở đoạn cuối này, khá lag. Mọi người nhìn này,
Sức mạnh Free Fire. Cháy, cực cháy con ơi, chưa? Cực cháy ở đây, sức mạnh Free Fire luôn con ơi. Ok chưa? Được rồi xem nào. Bọn này lên đánh ạ, à, lên đánh. Ui, tội nghiệp chàng trai giá không may mắn nhận chức nữa nào. Khóa cục lồ, đấy, trời ui. Đến lúc rồi, thế đấy phải nếm mùi đau khổ. Rồi đấy. Đấm 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 đấm. Mày, ui, nhâm xịt anh em ơi, không sao, mà đằng sau nó ném cover cho. Ui, tội nghiệp chàng trai giáo không chạy được, chàng trai giáo đâm sâu vào quá không chạy được rồi. Ok chưa? Với... Ui, em để ý cái bạn đằng sau này, một tấn con đi giòn, nó mỗi tội là nó không có giòn này, nó đánh anh em ạ. Đây. Mày đòi chạy à, sức mạnh Free Fire diện rộng. Sức mạnh Free Fire diện rộng, được cái khiên con Magic kia chắn tất anh em ạ. Bất chấp là các bạn có sức mạnh Free Fire hay là gì, chắn tất cũng đá anh em thôi. Chứ còn hiệu ứng từ trước này nó không chắn được anh em nhá. Ui. Thực sự hiệu ứng này đẹp luôn anh em ạ. Ui, đẹp thật sự. Nghe chưa? Đâu rồi? Chúng ta sẽ có hàng ném. Đây, từ anh em ơi. Đây rồi. Em mình xin ném tượng nha, ném tượng chúng nó sẽ trụm vào nhau sao nhỉ? Đúng rồi, ném tượng chúng nó sẽ trụm vào nhau anh em ơi. Đấy. Ui, em nhìn này. Nhìn này, giờ ném nha, giờ này một đống heo ném này. What the hell? Ui, cháy như Free Fire nha. Ui, cháy chưa kìa. Ui ôi, cháy quá, cháy như con ơi. Ui ơi, khi thạch. Đấy à, cháy này, đoạn này này. Thích thật sự anh em ạ. Easy. Ok chưa? À thì hiện tại là mình thôi, giờ này mình sẽ chơi ấy luôn bạn nhá. Đây. Lần này thì mình sẽ thay đổi cái này một chút anh em ơi. Được rồi. Tiện thì lần này mình sẽ chơi cái con cung không. Chơi cung nhiều vui vui thôi chứ không phải là anh em á. Đây mình không dùng con này đâu. Con này có cái hốc, có cái hút không cần. Đây mình cần con này này. Đấy mình sẽ cho các bạn xem. Chơi quả cung băng này, điện này, ma cà rồng này, méo vừa anh em ạ, tưởng ba cái. Không sao. Mình sẽ chơi cung lửa đi. Ok, cung lửa cho đúng thời cổ đại anh em nhá. Đấy. Còn lại mình nhét bừa mấy con vào anh em ơi. Đấy, ok ạ. Lần này mình tiện mình sẽ test thử một cái trò mà ngày xưa mình cũng đã từng thử rồi anh em nhá. Đây là một cái trò mà ngày xưa mình cũng đã từng thử rồi. Đấy, 2 1. Ok, chúng ta rồi này. Một con này trước này. Cho chúng ta 100 con này à. Nếu mà đã không biết thì con này có một cái ulti rất là đẳng cấp, đó chính là nó sẽ bắn một phát tất cả bọn cung này sẽ bắn theo. Ok à. Đây những cái này. Cái gì? À phải tạo đòn bắn đầu tiên à? Là sao? Bạn phải từ để mình chụp cái này lại, mình hỏi chị Google nhá. Đấy. Chả lẽ này là chị Google cũng không hiểu đâu à. Dịch này là đầu tiên bạn phải đánh dấu mục tiêu bằng tên bắn của bạn. À ok. Mình sẽ đánh dấu mục tiêu bằng mũi tên của mình quá nhá. Mình sẽ đánh dấu thẳng vào tượng của nó. Adu. Thôi test vào thằng này phát. Mày toang rồi con ạ. Đấy em chưa? Đấy. Như bạn hiểu chưa? Đấy chứ à. Khi mà mình đánh dấu mục tiêu. Đấy. Rồi sau đó là mình cho bọn cung của mình nó ấy thì cung mình sẽ bắn. Nôm na thì nó là như thế. Ok. Bây giờ mình sẽ đánh dấu mục tiêu bằng mũi tên của mình. Sau đó chúng ta sẽ bọn này láo, bọn này khá nhờ. Láo lêu anh em ơi. Ok chưa? Nào nó sẽ trời 999 cung và là một phát one shot luôn bạn nhá. Ok chưa? Đây rồi. Đây chúng ta làm phát one shot luôn này. Nào, bắn thằng ngọt con này này. Đấy, ok chưa? Đây rồi. Chết một chiếc kỹ năng à? Mày nhờn. Anh em đâu bắn nó đi. Đúng rồi, anh em đâu bắn nó đi. Bắn mạnh lên, đúng rồi. Bắn đi. Mà mình cho quân công lên luôn. Mình đã thêm một cho quân mình công lên luôn này. Mày nhờn. Tao khiên à. Phải chạy lui về. Không là mình sẽ mất mạng mất anh em ạ. Ui. Lắc kìa. Thề nó thật chứ mỗi lần chơi con cung máy mình lắc kinh khủng em nhá. Ok nhờ. Ok, có vẻ tin nó tạch hết rồi đấy. Rồi con ơi. Đã lúc rồi, tôi sẽ đánh dấu chúng nó bằng cách bắn đối tượng của nó này, xong bật chiêu này lên. Đấy, ok chưa? Ui. Mưa tên. Ui. Nhưng mà không ăn thua con ạ. Nói chung không ăn thua. Chiêu này cũng không ăn thua lắm em nhá. Ok, sao bị lỗi này.
Ok à, mình sẽ bắn thẳng mặt thằng này này. Rồi xong mình chạy đi. Đấy. Tí mình để cho thằng ấy về. Đây mình để cho thằng ấy về này. Đấy. Sau đó là mình sẽ kích hoạt kỹ năng. Kích hoạt kỹ năng ở đây. Đấy, ok dần. Đấy bọn cu của mình nó bắn này. Đấy bắn lên trời. Rơi bổ vào mặt thằng này. Ui. Rồi chúng ta sẽ lên check cho thằng giáo tiếp nó tạch trên anh em nhá. Đấy. Đây là một kỹ thực sự mình khá là thích game mình làm trong cái clip này thôi anh em ơi. Chứ còn clip sau chắc là vẫn còn đấy. Ok, chờ mình cho anh em xem trước rồi là chưa lên check xem mà con giáo kia bay máu chưa nhá. Con giáo kia bay máu chưa? Vẫn chưa bay mà ảo thật. Wow, cái này cũng hơi phế nhưng mà chỉ ngầu thôi. Ok, bây giờ như tôi chắc clip với các bạn này, đừng like nhà thôi. Cảm ơn các bạn. Bye bye.